Mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện Nguyên lý đeo đuổi cậu. Chương 3: Là một trò đùa không phải trò đùa. Ngày thứ hai của ngày hội tuyển dụng, lúc đầu cho rằng tình trạng hôm nay sẽ ổn định hơn một chút, ai ngờ kết quả thì lại càng hỗn loạn hơn. Bởi vì Kai và Bon để cao lượng tiêu thụ nên nghĩ ra thủ đoạn bán hạ giá. Cuối của chúng tôi chưa làm các bạn gái thất vọng bao giờ hết. Chỉ cần có 200 bạt là có thể được hôn hai má. Chắc có người đến mua cây xúc xích tận 200 bạt luôn cơ đấy. Trời ơi, điên rồi. 200 bạt là tới 140.000. Peter, em muốn mua xúc xích 200 bạt. Hả? Em thớt, bán cho chị cây xúc xích 200. Cưng à, ba cây xúc xích là 600 bạt. Đúng lúc tụi chế có ba người nè. Trời à, tất cả mọi người đều dốc hết túi tiền như vậy sao? Cứ hưởng ứng theo cái hạ giá điên khùng này sao? Tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng mua xúc xích mà tốn tới tận 200 bạt cả. Nhưng nói sao đi nữa thì tôi vẫn là người đảm nhận nhiều khâu nhất. Vừa nướng, vừa bán, vừa phải đi thối tiền lẻ. Còn ba cái thằng kia, cứ để tụi nó đứng trước cửa múa thoát y là được. Trong lòng tôi rất là vui, dù hơi mệt. Anh Kai, hôn lên mặt em một cái. Một em gái vô cùng đáng yêu với giọng nói ngọt ngào. Hey yeah, dáng cũng được đó chứ. Khiến người ta cứ tưởng như là tiên nữ trong mơ. Đây không phải là lần đầu tiên Kai phục vụ. Nói thật thì chính tên nó cũng không biết đây là người thứ bao nhiêu rồi. Chỉ cần nói hôn là hôn, bên trái cũng hôn, rồi bên phải cũng hôn. Muốn lấy số điện thoại hay like gì cũng được hết. Chỉ thiếu điều đem luôn về nhà thôi. Nhưng theo như tôi thấy đêm nay thì sẽ là không ai được đem thằng Kai về hết. Tôi thấy làm thế này thì cũng chẳng mất mát gì. Tiền cũng kiếm được mà phương thức liên lạc với mấy em cũng có. Quả thực là trong lái thì lại có lái. Mà buổi hoạt động hôm nay thì vô cùng thành công. Chỗ nào? Hai bên luôn được không? Con muốn chụp ảnh cùng với anh nè. À, được được. Kai quả thật là máy bay hỗ trợ. Không chỉ trêu chọc tôi mà ai cậu ta cũng trêu chọc. Hơn nữa còn không nể mặt người ta. Chẳng qua gần đây cậu ta lại thường xuyên trêu chọc tôi. Nhưng vậy thì sao? Cuối cùng người bị thương vẫn luôn là chính tôi. Nhưng tôi vẫn như trước hấp thu năng lượng từ những điều hạnh phúc nho nhỏ hàng ngày, tiếp tục yêu thầm cậu ta. Nên tôi không nhận ra được giữa ranh giới giữa đau khổ và hạnh phúc. Tất, mày nổi không? Khách hàng xếp thành hàng dài luôn này kìa. Giọng nói của Chu nghe rất căng thẳng nhưng vẻ mặt của nó lại vô cùng thỏa mãn, bởi vì cánh tay của nó đang dí sát vào ngực của một em gái. Trong đám dữ tợn này chỉ có Bon là có lòng tốt giúp tôi. Cảm ơn mày nha. Ơ, cái này chín chưa? Chưa, chờ thêm xíu nữa. Làm sao để nó chín nhanh một chút đây? Tao còn phải nhanh tay đưa cái này cho em kia nữa. Ha, tao tưởng là mày còn chút lương tâm đấy. Ba thằng tụi bay vui vẻ thì hay rồi, còn tao ở đây thì làm cu ly. Tao không muốn làm những việc này, nhưng mấy việc chụp ảnh chung hôn má gì đó thì tao cũng không muốn. Tao làm không phải vì tiền mà là vì người. Gian hàng xúc xích của chúng tôi bán vô cùng tốt, chưa tới nửa tiếng đã bán hết. Các nhóm đứng nhất trong khoa cũng đã chiến đấu xong, nhưng muốn biết ai thắng ai thua thì phải đến đến ngày mai. Vì thế tôi cùng đồng bọn vội vàng thu dọn đồ đạc. Ngay lúc đó Chu kéo tôi ra ngoài, dáng vẻ hình như là có điều gì muốn nói. Tao muốn nói cho mày một chuyện mày biết từ sớm rồi. Chuyện gì? Gần đây tao cảm thấy có chút kỳ lạ. Sao vậy? Tao cảm thấy Kai và Bon đang có bí mật gì đó giấu tụi mình. Mày phải quan sát kỹ một chút mới được. Có thể bí mật gì chứ, sao tao không cảm thấy như lời mày nói? Tao cũng không biết nữa, nhưng tao cảm thấy chúng nó đang bàn về cái gì đó, luôn lén lút gọi điện thoại cho nhau. Cái này là do lúc tao đi ngang qua phòng nó thì mới phát hiện ra thôi. Tôi nhíu mày, cũng biết Kai có chút kỳ lạ, nhưng tôi quyết định không đề cập đến chuyện này. Dù sao thì mày cứ giúp tao tiếp quan sát là được rồi. Còn tao sẽ tìm cách nói với Kai. Có lẽ nó lại muốn theo đuổi em nào đó nữa. Ok, quyết định về đi. Tôi vừa mới nói xong, cái tên đứng đối diện liền cầm cái máy ảnh đeo lên cổ. Muốn chụp ta hả? Ai muốn chụp mày? Mày che mất em gái ta đang chụp rồi, phán ra một chút.
Chúc mày đéo tán được nó, thằng chó. Chút nữa em nó cũng tự dâng mình lên thôi, mày nấy ra xa dùm cái. Tôi đành thở dài trốn sau ống kính. Có đôi lúc tôi nghĩ nếu để cho ba thằng này lựa chọn giữa tôi và em gái ngực bự, tụi nó sẽ chọn cái nào? Tôi chắc chắn tụi nó sẽ chọn em gái ngực bự. Tôi đang đứng cảm nhận bầu không khí vui chơi thì một lát sau, tên to xác kia bước tới, cười cười mời tôi đi làm một chuyện với cậu ta. Tất à, có muốn đi xem phim ngoài trời không? Tóc gái ông đây đều dựng hết lên rồi mày, không thể gọi tên tao như lúc bình thường được à? Vậy mày muốn tao gọi mày là gì? Cũng gọi mày là thằng chó luôn hả? Đúng là cái miệng chó mà. Nhưng hôm nay có phim gì? Người yêu nhỏ. Vừa nghe cậu ta nhắc tới tên này, tôi liền nhớ tới cảnh tượng đạp xe nô đùa trong hẻm nhỏ. Nếu đã vậy tôi càng không có lý do để cự tuyệt rồi. Nhưng không chỉ vì nó khiến tôi nhớ lại tuổi thơ, mà còn do tôi muốn ở chung với Khai. Chỉ có mày với tao đi thôi hả? Chu thì đi chụp hình với gái rồi, còn Bon thì đang nghịch nước bên gian hàng của mấy em gái đó. Mày đừng xen vào chuyện của tụi nó, theo tao đi coi phim là được rồi. Vừa nói xong, cậu ta liền cầm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đến một sân khấu khác. Trên đó có màn hình màu trắng, còn bày rất nhiều băng ghế nhỏ để mọi người có thể cùng nhau ngồi xem. Muốn mua vé hả? Tôi hỏi, người bên cạnh lắc đầu. Không cần, nhưng phải chơi trò chơi mới thắng được vé xem phim. Nói xong lại kéo tôi đến cái bàn của nhân viên công tác. Sau khi chào hỏi xong, các chị nói ra quy tắc trò chơi, còn nói thêm là phút cuối có thể có được một món quà nho nhỏ. Chúng ta thuộc khoa điện ảnh nên đây chỉ là chuyện nhỏ. Tới luôn. Xin hãy nói tên một bộ phim điện ảnh chiếu vào năm 2003, ngoài trừ phim Người yêu nhỏ. Trời, phim nổi tiếng trong năm 2003 cũng chẳng có mấy bộ. Đây là một câu hỏi rất khó. Tháng 2 có phải không ạ? Chính xác. Khai vừa nói xong, chị gái liền đưa ra vé xem phim cho cậu ta. Đúng như tao nghĩ. Ôi là do mày chậm thôi. Tôi ngửa đầu suy nghĩ cả nửa ngày mới chậm chạp trả lời. Xin hãy nói tên đầy đủ của bộ phim. Ai nhớ được tên đầy đủ cơ chứ. Tuy tôi cũng chưa xem phim còn sưu tầm phim nhựa, nhưng lại bị Khai nhìn đến ấp a ấp úng. Còn cậu ta thì tự tin nói, Sex Phone, cô gái có gương mặt lớn bằng cái nhà. Phải là cô gái ở kế bên nhà Khai ạ. Em gái mày. Niềm tin trước kia tôi dành cho Khai đã mất. Giờ chỉ chờ chị gái năm tư cười chào xã giao, rồi mới cầm vé xem phim bắt đầu chơi trò chơi. Hiện tại mỗi người đều có một tờ giấy. Vì hôm nay chúng tôi chiếu phim tình cảm nên mời mọi người viết tên một bộ phim tình cảm mà mọi người thích nhất. Để sau khi phim chiếu xong, chúng tôi sẽ phát phần thưởng cho những người có đáp án giống nhau. Không được copy nha. Tôi không muốn lấy cái phần thưởng kia. Với lại tôi không hay coi phim tình cảm, vì thế tôi không biết viết gì trong đáp án. Khai cũng không khá hơn được bao nhiêu. Sau đó chúng tôi ngồi xuống cùng nhớ lại mấy bộ phim đã xem lúc nhỏ. Mày viết cái gì? Tao hả? Sao tao phải nói cho mày biết? Tao viết One Day, còn mày? Cái thằng to xác này nói ra đáp án của mình luôn rồi. Tôi không ngờ cậu ta sẽ thích bộ phim này. Mà nói thật, làm bạn với cậu ta tới tận bây giờ, tôi vẫn không biết cậu ta thích dạng người như thế nào. Mày đừng nói xạo, tao biết mày không biết tên bộ phim đó mà. Ồ, mày thông minh như vậy luôn. Bây giờ tao muốn đoán thử không? Không cần, tao thích Lord Rosie. Thật là lãng mạn người anh em mà, cái tên rất nguy hiểm đó. Phim bắt đầu chiếu rồi. Tôi bĩu môi chấm dứt cuộc trò chuyện này, chạy nhanh về phía màn ảnh màu trắng ở trước mặt. Chút nữa sẽ có rất nhiều người chìm đắm vào bộ phim như hồi xưa. Chip, sao cậu dám cắt dây thun của mình? Tôi vừa cười vừa nói. Vẫn chưa cắt xong mà. Cậu quản tôi. Chúng tôi chính là như vậy, đôi khi đánh nhau rồi lại cãi nhau, nhưng tới hiện tại chưa từng giận nhau lâu. Khai là bạn tốt của tôi, vì thế nên tôi rất sợ khi tôi nói ra tâm lý của mình, tất cả sẽ không còn như trước nữa, cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất đi cậu ta. Đến bây giờ tôi vẫn không dám chấp nhận chuyện này. Người yêu nhỏ là một câu chuyện giữa bé trai và bé gái, vì chuyện chuyển nhà mà trở thành bạn bè với nhau từ nhỏ. Chúng tôi cứ xem phim như vậy, không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn về phía màn ảnh sân khấu. Thời gian trôi đi,
Phim nhựa này đã không còn sắc điệu giống như hồi trước kia nữa. Chip chạy theo xe chuyển nhà của Non, muốn trả lại dây thun cho cậu ấy. Tại sao lại thích khóc nhè như thế? Cái gì? Khi tôi quay lại nhìn cậu ta, tôi cảm thấy tim mình như bị ánh nhìn đó nhìn xuyên thấu. Mày khóc hả? Thì có gì lạ đâu, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Bạn của tôi vì bụi bay vào mắt nên mới khóc. Gọi lại đây xem nào, để bạn tốt giúp cho mày. Thôi, đừng xen vào chuyện của tao. Tôi nhanh tay chặn đầu cậu ta lại, dùng tay áo lau đi nước mắt. Quá mất thể diện mà. Nhưng đa số mọi người ngồi sau đều có cảm xúc giống tôi. Chỉ có bạn tốt của tôi là ngồi cười. Đúng là tên điên. Nếu mày là Chip thì mày sẽ làm gì? Ý ta là, nếu mày nhận được thiệp mời đám cưới của Non. Đây là câu có dinh dưỡng nhất cậu ta từ lúc bắt đầu coi phim tới bây giờ. Tao sẽ để em ấy đi với người phù hợp hơn. Còn tao thì đứng ở đó vì em ấy cảm thấy vui vẻ tận sâu trong đáy lòng. Mày nghĩ mày là nam chính trong phim thần tượng đó hả? Còn mày thì sao? Tao hả? Mẹ nó, tao đây sẽ làm láo loạn cả hôn lễ. Đồ khùng. Tao thật sự sẽ làm vậy đó. Ao, tao biết mà. Thứ gì Kai muốn có thì nhất định sẽ có được. Trong từ điển của cậu ta không có hai chữ thất bại. Giống như mấy vai phản diện trong TV, bề ngoài đẹp trai nhưng nội tâm này là cẩm thú. Vì vậy không cần phải thắc mắc vì sao cậu ta hay nổi giận, hay cả khi đang hẹn hò với người khác. Còn về phần bạn bè cũng có thể giống như vậy. Kai là một người rất để ý đến bạn bè. Sau khi phim chiếu xong, tên của từng nhân viên trong đoàn phim được chiếu lên trên màn hình. MC cầm lấy micro bước lên sân khấu. Mọi người đều mong chờ, rốt cuộc ai sẽ là người trúng thưởng. Được, đến bây giờ chúng tôi công bố trò chơi trúng thưởng. Những người chiến thắng trong trò chơi có thể nhận được 2 tấm vé lên sân khấu để xem kịch. Đúng vậy. Còn cái nào hấp dẫn hơn không? Còn cái nào hấp dẫn hơn không trời? Tôi quay đầu nhìn cái tên to xác đang đứng bên cạnh. Cậu ta cũng đang thở dài. Vấn đề nằm ở chỗ, phần thưởng này không có chút giá trị nào. Bởi vì sân khấu kịch năm nay là do chúng tôi sắp xếp. Chẳng lẽ các người còn mong tôi ngồi trước sân khấu xem kịch cả? Chỉ có 2 người viết tên phim trùng nhau. Người đầu tiên trúng thưởng là Tết năm 3 của ngành điện ảnh. Xin mời bạn lên bục nhận thưởng. Nói đi đi. Khai để tôi lên, tôi đành bước lên sân khấu. Bạn có thể giới thiệu ngắn gọn một chút về bản thân mình không? Xin chào, tôi là Tết. Nóng Tết. Em nghĩ ai sẽ là người viết trùng tên với phim của mình? Tôi nhìn dòng người dưới khán đài. Ở đây có hơn 100 người, tôi làm sao biết được. Hơn nữa, cái thằng thiếu đánh kia còn đang không ngừng hô One Day dưới khán đài. Chẳng lẽ cậu ta thật sự chọn One Day? Nếu vậy thì đáp án của chúng tôi chắc chắn không giống nhau. Em cũng không biết nữa. Tôi không muốn suy nghĩ nữa, đau láo lắm. Nhanh công bố kết quả đi được rồi. Vâng, chúng tôi sẽ công bố người may mắn thứ hai tên là... Bà này cũng học năm 3 của chuyên ngành điện ảnh. Đó chính là... Kai! Tiếng hét chói tai. Mẹ nó, rõ ràng là nó viết giống mình, sao lại nói dối chứ nhỉ? Tôi nhìn cái thằng to xác mặc đồng phục đang bước trên bục. Đồng phục trên người cậu ta chẳng có chỗ nào gọn gàng hết. Kết hợp với tóc kiểu phong lưu kia, đám con gái vẫn như mọi người hét lên không ngừng. Cậu ta bước đến bên cạnh tôi. MC đưa micro cho cậu. Không cần giới thiệu, chắc mọi người cũng biết em rồi nhỉ? Em là Kai. Em viết là Blippet. Cậu ta cười nhìn tôi, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn tắt thở ngay tại chỗ. Cho chúng tôi hỏi là hai bạn một chút là vì sao lại chọn bộ phim này? Em thích cái bộ phim miêu tả mối quan hệ tình cảm của hai nhân vật chính. Lúc đầu hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng cuối cùng hai người họ lại có cùng một suy nghĩ. Kai tiếp lời tôi. Em còn thích cả nhạc đẹp của phim Let It Be Me. Em xin tiết lộ một chút bài hát. Give you much glowing to someone, now and forever let it me be. Là nếu cậu phải tin tưởng vào ai đó mãi mãi thì hãy để người đó là tôi. Em cảm thấy ca từ này có chút rất là cẩu huyết. Hai người chúng tôi cùng nói ra giống như đang chơi trò chơi nối câu. Nhưng tình trạng nó có chút xấu hổ
vì câu nào của Kai cũng đi ngược lại với của tôi. Em cũng rất thích cách suy nghĩ của nữ chính. Lúc đầu cô ấy đơn phương nam chính, nhưng cuối cùng nam chính lại đeo đuổi cô ấy. Có lẽ không phải à? Tôi hỏi lại cậu ta, giống như quên mất ở đây không chỉ có hai người chúng tôi mà còn vô số người đứng dưới khán đài nhìn chúng tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói ra. Còn rất nhiều cảnh em yêu thích, ví dụ như là cảnh nữ chính đến nhà nam chính tặng cho cậu ta một quả trứng chim. Quả nhiên là rất lạc hậu. Nói thật, đây là một bộ phim điện ảnh tình cảm rất bình thường nhưng không tầm thường. Là một bộ phim điện ảnh bình thường, diễn xuất diễn viên thì lại rất tốt. Đúng vậy, nó sẽ đạt tiêu chuẩn của diễn xuất của Hollywood. Tuy phim này có chút khiếm khuyết nhỏ nhưng dùng ánh mắt chuyên môn để cảm nhận em thấy rất thích bộ phim này. Nếu dùng tới ánh mắt chuyên môn em cảm thấy còn rất nhiều chỗ không được tốt lắm nhưng mà em vẫn thích. Đây là lần đầu tiên đáp án của tôi và Kai giống nhau, dù suy nghĩ của chúng tôi có khác nhau cỡ nào, nhưng chúng tôi vẫn chọn chung một bộ phim. Tuy tôi biết sâu thẳm trong nội tâm cậu ta không nghĩ như vậy. Ta biết mày không thích phim này. Mày rất hiểu tao. Đúng, tôi biết Kai không thích mấy bộ phim tình cảm lãng mạn. Hơn nữa cậu ta coi rất nhiều thể loại phim về cuộc sống, nên tôi thắc mắc vì sao cậu ta lại chọn bộ phim này. Vì sao mày lại chọn Flip It? Vì sợ không lấy được phần thưởng sao? Phần thưởng lần này đáng để tao để ý à? Ta biết mày thích bộ phim này, cũng chính vì ta biết mày thích, cho nên ta muốn cùng đáp án với mày thôi. Bon, mày nhanh mở cửa đi. Mày không thấy tao gấp đến nỗi không chờ được luôn rồi hả? Mày bình tĩnh chút coi. Hôm nay xem hay ngày mai xem thì cũng như nhau thôi. Không giống nhau, hôm nay biết thì đi uống rượu ngay, ngày mai biết thì không đi được. Sai à? Bạn đi chơi với em gái rồi. Mày đi chết đi. Tiếng Bon và Tu nói chuyện không ngừng truyền vào tai tôi. Sau khi rửa chén xong, tôi liền bước đến ngồi cạnh họ, muốn chờ xem top 5 quầy hàng thu được nhiều tiền nhất trong ngày hội tuyển dụng là những quầy nào. Phòng giá vụ sẽ đăng danh sách lên trên trang web, nhưng tôi kêu rất kích động khi muốn biết chúng tôi có nằm trong top 5 hay không. Chỉ có Kai không thèm để ý, xịt nước hoa ăn mặc đẹp đẽ, coi bộ tâm trạng không tệ. Mày không đến xem kết quả hả Kai? Có gì đáng xem đâu, ta biết sớm kết quả rồi. Ông đây không phải đang ăn mặc đẹp để chờ đón kết quả sao? Nói xong cậu ta vui vẻ huýt sáo. Sao có thể tự tin được như vậy? Thật muốn kêu cậu ta xem chút sự tự tin này vào ngày công bố điểm thi cuối học kỳ không? Đừng để ý nó, ta lên trang web đây. Bon đụng phai tôi, sau đó dùng tay phải điều khiển chuột mở trang web của phòng giáo vụ lên. Một giây sau thông báo liền đập vào mắt chúng tôi. Đứng nhất là trò chơi nghịch nước cùng các em gái. Đứng thứ hai là giấy ước nguyện ngôi sao linh hồn. Mày đọc mấy cái đó làm gì? Đâu phải tên nhóm mình đâu, đùa chút thôi mà. Đi lên đỉnh núi đời người, xúc xích vừa to vừa dài, tên nhóm mình thật sự rất đồi trụy. Nhưng ta thích. Mày thấy nó hài hước chỗ nào? Được rồi, cũng đâu có thắng. Tên gì cũng như nhau. Vẻ mặt Thu cười đầy trong lòng. Nhưng tôi biết trong lòng chúng tôi đều cảm nhận được. Bây giờ người trong băng dữ tợn đã hot tới nỗi chạm vào là bỏng. Trước kia có người nhắc đến chúng tôi đều sẽ nhớ đến mặt mũi ra sao, nhưng giờ thì khác rồi. Vừa nghĩ đến chúng tôi sẽ nghĩ đến mấy cây xúc xích to đùng. Dự đoán của chúng tôi không xa biệt lắm. Sau khi trừ tiền vốn, thu nhập của gian hàng đi lên đỉnh núi đời người của chúng tôi đứng thứ tư trong khoa. Cái này phải gửi lời cảm ơn tới Kai và Bon đã nghĩ ra ý tưởng bán sắc. Nói thẳng ra là bán xúc xích không phải kiếm được nhiều tiền như vậy. Vì thế chúng tôi quyết định đêm nay sẽ đi ăn một nhà hàng nổi tiếng để chúc mừng. Sau đó như thường lệ sẽ đi nhậu. Đem bài học và bài tập vứt hết ra sau đầu, chỉ còn ăn, uống, ngủ, nghỉ. Sau khi ăn cơm xong, Kai lái con trai cưng Charlie của mình đến quán bar trước để giành chỗ, vì sợ không đặt được bằng điện thoại. Còn tôi, Bon và Chu 20 phút sau mới tới được quán. Bạn Kai tốt, xảy ra chuyện gì rồi? Bon vừa nói vừa chui vào trong đống em gái đó. Chỉ có tôi và Thu liếc mắt nhìn nhau. Biết đêm nay sẽ không được sống yên thân. Tuy tôi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng nhìn thấy người mình thích liếc mắt đưa tình với người khác thì không phải là một chuyện dễ dàng. Chết, mày định đứng đó tới bao giờ? Lại đây ngồi đi. Người tôi yêu ngẩng đầu nói với tôi. Tôi không nghĩ nữa, đi tới ngồi xuống cái bàn, gần như không còn chỗ trống. Lúc bán xúc xích thì để tôi cô đơn, bây giờ đến chuyện chúc mừng cũng không thể chỉ có bốn anh em được sao?
hôm nay tao cho mày chút Black Label, tên một loại rượu. Cho tao hay là cho ai khác hả? Tôi đáp lại, sau đó dùng ánh mắt như dao liếc mấy em gái đang cười với tôi. Chém chết các người luôn đi. Cho mày uống nhưng mày không được uống quá nhiều. Uống nhiều quá say như chó thì không ai thèm tha mày về nhà đâu. Ta tự lo được, lo cho mày trước đi. Trước mặt tôi bắt đầu bày ra các loại ly đế khác nhau và cả những loại rượu khác nhau, là tín hiệu bắt đầu buổi chúc mừng, cũng là tín hiệu bắt đầu những xung đột mâu thuẫn giữa tôi và Kai. Chúng tôi nói chuyện một lúc với mấy vị khách không được mời mà đến, sau đó im lặng uống rượu của mình. Tiếng hát trong quán bar cứ như không. Tôi cố gắng để bản thân không nghĩ nhiều, bởi vì bản tính của bản thân tôi là như thế, nhưng tôi lại không khống chế được sự bất mãn của mình. Em gái kia ngồi gần Kai quá rồi. Đám con gái của bạn bên thì đều học cùng một trường, nhưng phải tách ra ngồi cùng một chỗ với chúng tôi, bởi vì khi Kai đến thì quán nó không còn bàn trống, cho nên phải hợp bàn lại. Sớm biết như vậy thì tôi đã kêu cậu ta đổi quán khác cho rồi, để khỏi xảy ra chuyện ngồi cùng bàn xấu hổ như bây giờ. Càng nghĩ tôi càng tức giận, cầm ly rượu uống liền một ngụm. Ba thằng kia cứ chậm chậm rót rượu rồi chậm chậm uống, chỉ có mình tôi là sắp không xong. Thực sự thua chúng nó quá nhiều, nhưng tôi không muốn ngừng uống rượu. Hơn nữa thằng Tu và Bon cứ sống chết rót rượu cho tôi. Thật, mày không uống nổi nữa đâu. Một bàn tay to lớn nắm lấy cái ly tôi đang chuẩn bị rót rượu vào. Đừng quản tao. Mày sao vậy? Bài hát khó nghe quá hả? Tôi trả lời. Vậy muốn tao hát cho mày nghe không? Đảm bảo tâm trạng của mày sẽ tốt lên. Không chỉ nói, cậu ta còn đưa tay xoa đầu tôi. Cậu ta là vậy đó, cứ chiêu tôi hoài, sao tôi có thể từ bỏ được đây? Mày muốn hát để lấy mạng tao hay gì? Mày cứ tiếp tục ngu ngốc như vậy đi. Được, nhưng mày đừng làm cái bản mặt cứng nhắc nữa. Liên quan gì cái lông gì đến mày, lo uống như mình đi. Có liên quan, tao không thể không để ý đến ai đó đúng không? Kai một tay ôm chặt cổ tôi, một tay cầm ly rượu. Kai, em đi một chút rồi quay lại ngay. Em gái ngồi sát Kai mỉm cười đứng dậy. Kai lo lắng buông cổ tôi ra, chuyển chú ý lên người em nó. Muốn đi đâu à? Để anh đưa em đi. Em đi gọi đồ ăn. Để anh trả tiền cho. Bạn Kai yêu quý của tôi móc túi tiền đang chuẩn bị trả. May là em gái kia từ chối rất nhanh, không thì đêm nay nhất định sẽ phá sản. Không cần, nhân viên phục vụ bảo là miễn phí. Ok, đi nhanh về nhanh nha. Đúng là dẻo miệng. Tôi không nói em gái kia mà đang nói Kai, thật muốn đá cho cậu ta một vài cái. Quán bar này có chút thông lệ, đi theo nhóm thì được miễn phí đồ ăn. Thật ra cũng không phải là miễn phí, nhưng mấy người đến uống đều thích làm như vậy. Sau đó còn phái một em xinh đẹp đến lấy về. Không lâu sau, em đó đã bưng về một đống đồ ăn cùng một thùng chất lỏng đầy màu hồng, bên trong cắm muỗng hút đủ loại sắc màu. Peter, anh cũng uống thử đi. Ngay cả em gái này tên gì tôi cũng không nhớ, nhưng nếu em nó đã mời, tôi cũng không nên làm bất mặt em nó. Liền hút một hơi, trong ánh mắt, đầu lưỡi liền biến mất cảm giác. Em bỏ cái gì vào đây vậy? Tôi thực sự muốn kéo lưới mình ra trà rửa một lần. Đầu tiên là rượu đen, sau đó là rượu đỏ. Ở đây còn có thêm Red Bull. Bartender thì lại cho thêm chút hơi hộp nước vải. Vì có được không anh? Em gái, em dùng cái đầu màu hồng nhạt đó để lừa gạt anh thớt sao? Đây là hỗn hợp chó má gì vậy? Ông đây sợ sẽ chết vì rượu mất. Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ uống rượu của mình. Thời gian càng trễ thì đám đông càng hỗn loạn. Quán đang mở bài hát rất nhẹ, nhưng cũng đổi sang một bài hát sôi động. Mọi người uống càng ngày nhiều, rồi lại bắt đầu tranh nhau đi toilet. Câu này Kai đã nói với tôi 3 lần rồi. Tao sẽ trở về ngay. Lại đi tiểu tiện phải không? Mày có đi không? Tôi lắc đầu. Cậu ta đành phải quay đi chỗ khác tìm Bon. Bon, mày tới đây một chút. Không đi, tao lừa đi tiểu lắm. Đi nhanh lên. Cậu ta vừa kéo người đi, sau khi hai tên nó rời đi,
Chỉ còn tôi và Thu về mặt mơ hồ nhìn nhau. Thấy tình huống này, Thu nhanh chóng dịch mông sang ngồi cạnh tôi. Tám em gái đang vui vẻ nhau nên không để ý đến hai người chúng tôi. Tao thấy hai tụi nó chắc chắn đang có bí mật gì đó. Nãy tao thấy tụi nó nói chuyện like với nhau đó. Like cái gì? Ngồi ở đây thì nói thẳng ra là được. Thì đó, nhưng tao thấy rõ ràng là thằng Bon đang nhắn like với thằng Khai. Mày thật sự không nghĩ tụi nó có chuyện gì giấu mình à? Bà Tám chân chính quả thật là đang ngồi bên cạnh tôi. Tôi cũng nhìn thấy mấy cái tên to xác kia đôi lúc sẽ lấy điện thoại ra nhấn nhấn. Nhưng tôi cũng không để ý là cậu ta nói chuyện với ai. Nhưng giờ tôi bắt đầu nhớ lại. Chắc là về gái thôi. Ví dụ như là tôi đang ngồi với người nào. Bọn họ thường không phải đều như vậy sao? Cái chuyện ngủ với ai chắc không cần phải thảo luận đâu. Khai đã từng bàn với tụi mình chuyện ngủ với ai chưa? Từng nói đêm nay phải ngủ với em ngực bự nào chưa? Không phải là xong xuôi rồi mới thèm để đến chúng ta à? Thu càng nói tôi nhận ra hai người đó nhất định có gì đang giấu giếm chúng tôi. Vì thế tôi quyết định lén lút đến toilet xem thử rốt cuộc tụi đó đang giở trò quỷ gì. Vừa mới bước tới toilet đã nhìn thấy hai tên nó đang đứng ở bồn rửa tay. Nhìn sơ qua giống như không có gì bất thường. Nhưng đến khi Kai mở miệng nói chuyện: mày đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Sao mày toàn tưởng tượng mấy thứ quỷ gì không vậy? Nhưng ta quan sát kỹ nhiều lần rồi. Nếu không thì sao ta lại kêu mày thử đi kiểm tra chứ? Rồi sao? Ta thử qua rồi, không thấy chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mày chưa quầy đủ hả? Ta cảm thấy thớt đã thích mày từ lâu rồi. Lời Bo nói khiến hai mắt của tôi trở nên vô thần. Thân thể và miệng đều run rẩy kịch liệt. Tôi thất thần tiếp tục quan sát biểu hiện của Kai, chỉ hy vọng cậu ta sẽ không chán ghét tình cảm của tôi. Mày dùng ngón chân để cảm nhận hay gì? Không có chuyện gì xảy ra cả. Tao đã cố ý trêu nó vài lần, nhưng nó chẳng có chút xấu hổ nào cả. Bốn người chúng ta vẫn là anh em tốt như trước kia. Vậy mày hỏi Thu chưa? Nó có nói là Thất chỉ xem mày như là bạn bè bình thường không? Thu sao có thể biết được? Thất là kiểu người có cái gì cũng không dễ nói ra khỏi miệng. Đúng vậy. Nếu nó thích mày, nó sẽ dám nói ra sao? Mày đừng nhắc tới chuyện này nữa. Nếu mày còn nhắc tới, ta sẽ không nhường mic cho mày đâu. Mẹ mày, cứ đem gái ra áp chế tao, ông đây sẽ không rừng tay đâu. Tôi nghe tiếng cười của họ đang tiến lại gần nên nhanh chóng trốn vào chỗ khác. Thân thể tôi chết lặng lẽ, đầu óc trống rỗng. Thì ra mỗi lần Khai đối xử tốt với tôi, mỗi lần nói chuyện với tôi đều là để chứng thực suy đoán của bản thân. Tôi không có đường nào để đi nữa rồi. Tôi với Khai quen nhau từ năm nhất đại học. Cậu ta thích gây chuyện, đào hoa, loại con gái nào cũng quen được. 3 năm nay cậu ta vẫn như vậy, chưa từng thay đổi bản thân vì ai cho tới giờ. Tôi đã từng thích cậu ta đến nỗi có thể chấp nhận tất cả mọi thứ của cậu ta, miễn là tôi còn thích. Đôi khi tình yêu không nên dùng logic để định nghĩa. Thích là thích, yêu là yêu, nhưng cuối cùng kết quả vẫn như nhau. Chỉ vì cậu ta không biết được tình cảm của tôi mà tôi đã đau khổ suốt 3 năm. Đôi khi tôi cũng không muốn chút hết oán giận, hết to vào mặt cậu ta. Tôi hối hận vì đã thích cậu ta, sau tất cả vẫn cứ thích. Nhưng tôi không có dũng khí để làm như vậy, chỉ biết một mình nhận lấy đau khổ. Tình cảm của tôi dành cho cậu ta giống như một món đồ chơi. Cậu ta thỏa mãn thì sẽ rời đi. Là vậy đúng không? Chỉ có nhiêu đó phải không? Tôi gửi tin nhắn cho Tu là mình về trước, nhưng tôi không muốn về nhà. Tôi có chút say, sau đó đi đến một quán bar khác tiếp tục uống rượu. Điện thoại của Bon và Kai liên tục gọi đến nhưng tôi không bắt máy. Tôi không muốn khóc, cũng khóc không được. Giống như có gì đó mắc kẹt trong lồng ngực. Tôi không biết phải làm sao. Tới 9 giờ tối tôi mới đứng dậy, đầu óc mơ hồ bước về nhà. Vừa mới mở cửa thì đã nhìn thấy người tôi thích đang ngồi trên sofa với vẻ mặt cứng đờ. Phải nhìn mặt cậu ta rồi giả bộ như tất cả đều ổn là chuyện quá khó khăn. Tôi say đến mức không đi được nữa, cũng không biết đối phương có nghe được lời tôi hay không. Chỉ biết cố gắng nói ra: tao không say, tao ok. Mày đã đi đâu? Chút rượu này không làm khó được ta đâu. Lớp ngụy trang của tôi không còn chịu đựng được một kích. Tôi mệt mỏi quá rồi. Thật, ta hỏi mày đã đi đâu? Thu nói mày về trước, vậy sao giờ này mày mới về? Cậu ta vừa nâng giọng vừa bước tới đỡ lấy tôi.
quan tâm đến ta làm gì? Rốt cuộc mày bị làm sao? Nói thẳng ra đi, để ta còn biết mình nên làm gì. Mày đang đùa giỡn tình cảm của ta phải không? Mày nói cái gì? Nếu mày không biết lý do thì mày đó đừng làm phiền ta nữa. Ta muốn từ bỏ mày. Cho dù có chết ta cũng không muốn tiếp tục thích mày nữa. Nhưng tại sao mày lại ngăn cản tao? Tao không muốn để mày nhìn thấy bộ dạng hiện tại của tao. Tao muốn trong mắt mày chỉ có một thớt sống vô tư vui vẻ thôi. Thớt, cuối cùng mày bị làm sao? Tao chỉ hơi say. Xin lỗi, không cần quan tâm tới tao. Người của mày chắc đang chờ mày ngoài kia đấy. Tôi cúi đầu khóc, hất tay cậu ta rồi xông vào phòng mình. Hôm nay cậu ta có dẫn gái về nhà. Vì cửa phòng cậu ta không đóng nên tôi nhìn thấy có một em gái đang nằm trên giường chờ cậu ta. Có lẽ tôi nên từ bỏ. Cậu ta sẽ không bao giờ thích tôi. Tôi không nên tự lừa dối mình. Có lẽ như vậy sẽ không đau khổ nữa. Chúng tôi đã làm bạn bè được 3 năm. Chúng tôi thích cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đi muôn nơi. Cậu ta hiểu tôi cũng hiểu cậu ta. Nhưng trái tim của chúng tôi lại không ở cùng một chỗ. Trong mấy tháng qua, đây là buổi sáng đau đầu lớn nhất của tôi. Dù tối qua tôi uống rất nhiều rượu và bia, nhưng đúng 10 giờ báo thức reo lên thì tôi đã tự thức dậy. May mà chiều nay mới có tiết học, cho nên không cần phải dậy sớm. Tôi chậm chạp bò xuống giường, lấy khăn tắm từ trong tủ quần áo rồi đi ra khỏi phòng, sau đó dừng trước cửa phòng của người nào đó. Đúng là xui xẻo, trong nhà này chỉ có một cái phòng tắm. Đã vậy, cái phòng tắm này còn nằm trong phòng của cậu ta. Tôi gõ cửa, tôi dừng sức đập cửa. Khai chỉ quấn một cái khăn tắm đi ra mở cửa. Em cái hôm qua còn đang ngồi trong đầu giường bấm điện thoại. Tắm hả? Cậu ta hỏi tôi gật đầu đi vào phòng. Nhưng ta muốn tắm trước. Mày tắm nhanh lên một chút, ta còn phải đi học trước. Đi đâu? Đừng có nhiều chuyện. Đợi ta tắm đó nha. Ta chờ mày ở ngoài. Không cần, em ấy chuẩn bị về rồi. Muốn tao đưa em nó ra ngoài hả? Đó là nghĩa vụ của mày hay gì? Chút nữa sẽ có bạn đến đón em ấy về. Khai vừa bước vào toilet, không khí như đóng băng lại. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc cười với một người. Tôi không phải làm gì khác ngoài việc cười với người ta một cái, sau đó lẳng lặng ngồi trên ghế. Không lâu sau, em gái đó đứng dậy gõ cửa phòng tắm, rồi nói vài câu với người bên trong, sau đó quay đầu nhìn tôi. Em đi trước nha, Peter. Bạn em đến đón rồi. Ừ, để anh đưa em ra ngoài. Không cần đâu, hẹn gặp lại. Anh không muốn gặp lại em đâu, chỉ nhiêu đây thôi mà lòng anh đã đau lắm rồi. Thất, qua đây coi. Khai bắt đầu. Cậu ta cứ la lên liên tục khiến tôi không chịu được. Chuyện gì? Mày vào tắm chung luôn đi, ta không khóa cửa. Nhanh lên, không kịp nữa rồi. Tới kịp. Chính mày đang nói với ta là mày đang sốt ruột, đừng lề mề nữa. Tôi hít sâu một hơi, vẫn nghe theo lời của cậu ta đi vào phòng tắm. May mắn đây không phải là lần đầu tiên, bởi vì gấp gáp nên chúng tôi hay tắm chung với nhau. Khai quay lại nhìn tôi, hình như muốn nói gì đó, nhưng mà cậu ta đang khoai tay. Mày đang làm trò quỷ gì đó? Ta muốn bắn, khó chịu. Cẩn thận ta đá rụng trứng của mày. Tại sao lại kêu tôi vào xem cảnh tối ác như thế này? Bây giờ tôi nên làm gì đây? Chẳng lẽ hát cho cậu ta nghe? Mày qua kia tắm vào hoa sen đi, lát nữa ta dùng bồn cầu. Tùy mày. Nhưng không phải nói thêm gì nữa. Đã mang con gái về nhà mà sao không làm đến cùng? Không có hứng. Thực ra là do ta mất ngủ. Sợ là tối qua mày ngủ rất ngon đấy chứ. Ta nói thật, bởi vì mày giận ta nên ta rất lo lắng. Ta không có. Mày có thể làm gì với một người say cơ chứ? Bình thường mày không có như thế. Thực sự thì rất muốn hỏi bình thường là tôi là người như thế nào. Cậu ta thấy con người thật của tôi ra sao. Nhưng tôi chỉ ở một tiếng, sau đó cởi đồ che lên kể chuẩn bị tắm rửa. Tuy tôi đã kéo màn che lại nhưng Khai vẫn tra hỏi như trước. Nếu biết uống rượu sẽ bị nổi sởi, sao còn uống?
đó là chuyện của tao. Tôi nhanh tay bàn vòi sen dùng tiếng nước giấu đi giọng nói run rẩy của mình. Tôi cũng không biết hiệu quả hay không, nhưng tiếng nước có thể che đi một ít đau trong lòng. Rốt cuộc mày giận ta vì vụ gì? Đùa vậy không có vui đâu. Thằng ngu như mày thì không cần biết chuyện của ta đâu. Mày cũng ngu như ta thôi. Rõ ràng điểm số mỗi học kỳ của ta đều cao hơn mày. Liên quan gì đến chuyện điểm số, mày đúng là cái thằng không biết nói lý lẽ. Vẫn thua mày thôi, cái đồ dẻo miệng. Ta dẻo miệng lúc nào mày nói thử coi. Hây, bỏ đi, ta chưa tỉnh rượu. Tôi nhanh chóng đổi chủ đề, không muốn dây dưa với cậu ta nữa. Phải từ bỏ hết tất cả mới có thể quay lại quan hệ như bạn bè như trước. Cho dù có đau đến cỡ nào nhưng vẫn phải làm. Hơn nữa, cậu ta dám đùa giỡn tình cảm của tôi chỉ để chứng thực nghi ngờ của bản thân. Tôi không muốn đùa ai, cho dù đó là bạn bè thân thiết cũng không được. Muốn tao giúp mày không? Lập tức tỉnh rượu ngay. Mày đừng xen vào chuyện của người khác nữa, có được không? Tối qua sao mày lại về nhà trước? Tao đã nói với Tu rồi. Mày nói cho nó biết, nhưng nó có giúp gì được cho mày không? Cuối cùng mày vẫn say như chó rồi tự bỏ về nhà đó thôi. Nói cứ như mày thì đối xử tốt với tao lắm đấy. Ít nhất tao có thể đưa mày về nhà. Không phải tối hôm qua tao tự mình về được à? Sau đó tôi không nói nữa, chỉ chú tâm vào việc tắm rửa. Bởi vì trong phòng tắm rất không thoải mái nên tôi rời trước. Nhưng vô dụng, Kai lập tức đi theo sau tôi. Trên người mày toàn là mấy nốt hồng, để chút nữa tao giúp mày bôi thuốc. Mày bôi cho em gái của mày đi. Tao chưa từng lưu lại dấu vết trên người ai cả. Tao có cần phải biết chuyện này không thì trời. Tao đang nghiêm túc hỏi mày đó, cuối cùng mày bị làm sao? Hồi trước mày đâu có như vậy. Mày đừng hỏi nữa được không? Nếu được thì xin mày đừng xen vào chuyện của tao. Mày đi đường mày, tao đi đường tao. Cũng đừng kéo tao vào mấy chuyện lộn xộn của mày nữa. Vậy là được. Tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với cậu ta. Càng nói lại sợ cuối cùng người sai lại là tôi. Bởi vì bất cứ lúc nào chỉ cần cậu ta phát hiện tôi có ý nghĩa không tốt với bạn bè, quan hệ giữa hai chúng tôi sẽ sụp đổ trong phút chốc. Lúc đó muốn làm bạn bè cũng không được. Tôi giấu Kai hẹn gặp Thu và Bon ở quán cà phê trong trường. Tôi không kể lại chuyện ngày hôm qua cho bất cứ ai, ngay cả Kai cũng đùa giỡn tình cảm của tôi. Tôi còn có thể tin tưởng ai đây? Không ai đáng để tin tưởng cả. Thật, mày không hèn bản thân yêu quý của mày à? Sao phải hèn? Tối hôm qua vì sao mày giận nó? Có chuyện gì tao không biết phải không? Bon, mày chính là cái thằng đầu sỏ gây nên chuyện này đó. Tao không giận nó. Nó mới gọi điện thoại cho tao nói mày có chút khác thường. Tụi bay có chuyện gì thì giải quyết rõ ràng với nhau đi. Cứ tiếp tục như vậy thì trở nên tồi tệ hơn đó. Không ai muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ cả. Nhưng nếu mày là tao thì mày sẽ hiểu. Mày sẽ hiểu chuyện này đau khổ đến cỡ nào. Chút nữa Kai sẽ tiện đường ghé vào. Tao muốn hai chúng mày tự nói chuyện với nhau đi. Lần này là đề nghị của Thu, nó vỗ vai an ủi. Có lẽ Thu là người hiểu rõ tâm trạng thầm mến của tôi nhất. Nó biết tôi yêu đến bất lực. Nó biết tôi đã dùng hết sức để tranh thủ nhưng vẫn không có được. 10 phút sau, cục cưng Kai của chuyên ngành điện ảnh bước vào quán. Cậu ta đến cùi lấy nước uống, sau đó đi đến bàn của chúng tôi. Thế nào rồi, còn say rượu không? Cậu ta vẫn chào hỏi giống như mọi ngày, tuy mỗi người trong chúng tôi đều biết có một số chuyện đã thay đổi. À không, mấy em gái khiến tao tâm trạng thoải mái, mắt sáng luôn này nè. Bon cố gắng tìm đề tài nói chuyện nhưng chẳng có tác dụng gì. Nếu muốn say rượu thì phải sắp xếp ở đây cả đêm uống nước ép dâu hay cam quýt rồi. Sao lúc nào cũng dẻo miệng như vậy, tôi nhẹ nhàng nói ra. Cuối cùng mọi người đều yên trở lại. Cách tốt nhất để thoát khỏi tình trạng như bây giờ là quay lại như trước kia và về vị trí của mình thuộc về. Ta muốn đổi phòng. Thật, nếu được thì hôm nay ta chuyển luôn. Mày thấy không ok chỗ nào? Chuyển bạn gái đó hả? Nếu mày không muốn tao dẫn gái về nhà thì ta không làm. Kai vội vàng nói, nhưng nguyên nhân không phải là chuyện đó. Nguyên nhân thực sự là do cậu ta xem tôi như một món đồ chơi. Thu, ta biết có thể dọn có phòng mày không? Thật, trước mắt thì mày nói chuyện với tao đã. Rốt cuộc mày bất mãn ở chỗ nào? Không có, ta chỉ muốn dọn ra thôi. Như vậy mày sẽ không cảm thấy mất tự nhiên nữa. Tao chưa từng nghĩ vậy. Tối ta đến dọn đồ.
Sau khi nói xong câu đó, tôi liền bước nhanh ra khỏi quán cà phê rồi chạy vào nhà vệ sinh. Tôi không muốn để người khác phát hiện tôi đang khóc. Tôi luôn phải nhẫn nhịn che giấu tình cảm của mình cho cậu ta, nhưng kết quả lại phát hiện ra cậu ta đang đùa giỡn tình cảm của mình. Mỗi hành động của cậu ta cứ tiếp thêm hy vọng cho tôi, nên khi hiện tại chưa từng bỏ, thậm chí còn hy vọng xa vời rằng cậu ta có chút thích tôi. Nhưng đến khi phát hiện ra sự thật thì tất cả đã lụi tàn, không còn chút dấu vết. Tôi không được gì cả, ngoài trừ hai chữ đau lòng. Điện thoại trong túi quần tôi rung lên, tôi cầm nhìn lên, là Chu gọi tới. Nó là người duy nhất biết bí mật mà tôi, nên tôi đành phải bắt máy. Còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy giọng từ bên kia truyền đến. Ta không biết là nó giận ta vì chuyện gì, vì nó không chịu nói. Là giọng nói của Kai, dù âm thanh không lớn lắm nhưng tôi vẫn nhận ra. Mày cũng biết tao rất quan tâm nó mà. Miệng của mày quan tâm, nhưng hành động thì không. Giọng nói của Chu từ xa truyền tới, tôi đoán được nó đang mở loa ngoài để tôi nghe, có thể nghe được. Tao không quan tâm nó chỗ nào, mẹ nó, giờ tao cũng rối lắm chứ. Tao cũng biết là chuyện gái gú, nhưng tao cảm thấy không phải, bởi vì tụi mình vẫn luôn như vậy. Hơn nữa cái này không ảnh hưởng gì đến bạn bè cả. Tao rất tỉnh táo, hơn nữa tao biết rõ mình nên trả giá vì bạn bè như thế nào, trả giá vì bạn gái như thế nào. Tao dám thề trước lương tâm là tao trả giá vì bạn bè nhiều hơn, vì con gái đến rồi cũng sẽ đi, chỉ có thớt là ở lại mãi mãi. Thật sao? Nhưng tao cảm thấy mày đối xử với nó chẳng tốt chút nào. Làm như chúng mày đối xử với nó tốt lắm vậy. Ừ, tao thừa nhận. Nếu nó muốn tao không ăn chơi lêu lỏng nữa, tao sẽ nghe lời nó. Ai? Thớt. Tại sao? Vì tao không muốn mất nó. Nếu đời này tao nhất định phải mất đi người nào đó, hay phải đem một người nào đó đi trao đổi, thì người đó chắc chắn không phải là nó. Lúc này tôi chỉ biết ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh khóc như mưa. Có quá nhiều cảm xúc trong tim nhưng không thể diễn tả được. Tôi phải làm gì đây? Phải làm gì để không thích cậu ta nữa?